đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát một với câu hỏi này chúng ta có 8 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Ô số 2 ạ. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất tổng số điểm như sau. Như
vậy sau vòng thi thứ hai tổng số điểm như sau. Chị hai, nhà hết đồ rồi, chị cho em tiền mua đồ đi. Sao cái gì lúc nào cũng chị hai vậy, em lại cũng phải phụ tiền bạc trong nhà đi chứ. Nhưng mà em mới ra trường mà còn chưa kiếm được việc làm nữa. Ba thấy mày kiếm việc mấy tháng nay rồi đó, không ra đâu vào đâu á. Mày cái thôi đưa cho tao bay chứ. Đâu đâu chị hai, lấy điện thoại ra đây. Nè đó, thấy cái app này không? Tải xuống ngay cho chị. Đó, được rồi, rồi. Chị hai. Bây giờ nhấn vô, làm theo hướng dẫn của nó, làm từng bước điền thông tin vô. Chị thấy cái này á, kiếm tiền được nhiều lắm á, đủ cho mày sinh hoạt luôn á. Bạn của chị làm nhiều lắm, yên tâm. Thank you chị hai. Trời ơi, cháy kìa. Ôi trời ơi. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, chúng ta định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm tự nhiên 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Số 5. Ô số 6. Và ô số 8. Như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chị hai, nhà hết đồ rồi, chị cho em tiền mua đồ đi. Sao cái gì lúc nào cũng chị hai vậy, em lại cũng phải phụ tiền bạc trong nhà đi chứ. Nhưng mà em mới ra trường mà còn chưa kiếm được việc làm nữa. Ba thấy mày kiếm việc mấy tháng nay rồi đó, không ra đâu vào đâu á. Mày cái thôi đưa cho tao bay chứ. Đâu đâu chị hai, lấy điện thoại ra đây. Nè đó, thấy cái app này không? Tải xuống ngay cho chị. Đó, được rồi, rồi. Chị hai. Bây giờ nhấn vô, làm theo hướng dẫn của nó, làm từng bước điền thông tin vô. Chị thấy cái này á, kiếm tiền được nhiều lắm á, đủ cho mày sinh hoạt luôn á. Bạn của chị làm nhiều lắm, yên tâm. Thank you chị hai. Trời ơi, cháy kìa. Ôi trời ơi. Chào lắm quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình cả vòng thi đặc biệt. Vòng thi đặc biệt bằng 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Thank you.
Trong 5 câu hỏi ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Mẹ tắt đèn đi. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Chị hai, nhà hết đồ rồi, chị cho em tìm mua đồ đi. Sao cái gì lúc nào cũng chị hai vậy, em lại cũng phải phụ tiền bạc trong nhà đi chứ. Nhưng mà em mới ra trường mà, còn chưa kiếm được việc làm nữa. Ba thấy mày kiếm việc mấy tháng nay rồi đó, không ra đâu vào đâu á. Để cái thôi, đưa cho mày chứ. Đâu đâu chị hai, lấy điện thoại ra đây. Hè đó, thấy cái app này không? Lại xuống ngay cho chị. Đó, được rồi, rồi. Bây giờ nhóm vô, làm theo hướng dẫn của nó. Làm từng bước đi thông tin vô. Chị thấy cái này á, kiếm tiền được nhiều lắm á, đủ cho mày sinh hoạt luôn á. Bạn của chị làm nhiều lắm, yên tâm. Thank you chị hai. Trời ơi, cháy kìa. Ôi trời ơi.